Xin chào quý thân mến, hiện tại thì em Cái với A Hầu đang ở chỗ em Sử và em Hờ ạ. Mấy hôm trước thì mình có đi đón em Hờ bên trên núi, cũng xuống vào để giúp em Hờ này làm việc. Hôm nay em Cái với A Hầu mình cứ vào đây xem nào ạ. Em Hờ này có việc gì để làm ạ, thì mình sẽ giúp em Hờ để làm việc bên trong nhà nhá A Hầu nhá. Đi lên trên nhà em Hờ. Bây giờ cũng gần tới hôm nay rồi. Thời tiết ở đây thì cũng ất u ấy, nên nó cũng không mưa ấy. A Hầu, vào đây có thích ở đây không? Ừ rồi. Có thích tám gái ở đây không? Chưa. Hả? Đây, thấy hai cháu này đang dắt bò đi đâu nhỉ? Chắc thả bò đi sao ấy. Bò này là bò cày đấy. Đây cái gì nhá Hầu nhỉ? Đó. Đây là cái khét đất nhỉ? Đây không phải bột đá cái gì nhá, bên đây là cái em do nó bét hay cái cát ở bên dưới suối sao? Đây có ngan đây, ngan của nhà thím em Hờ đây. Đây, con ngan thì ngan nhà của nhà ấy, A Hầu ạ. Vâng. Ừ. Kì con ngan của A Hầu đẻ chưa? Chưa vâng. Chưa đẻ à? Chưa. À. Ơi. Dạ. Chào em. Vâng, chào anh ạ. Ở nhà à? Vâng, ở nhà. Vâng. Mấy hôm trước thì anh với A Hầu cũng đưa em Hờ ấy, bên trên cũng vào để giúp em làm việc, nhưng mà Hờ đi đâu rồi? Hờ với em Sử đi giúp chú Thí cắt cỏ. À, đi cắt cỏ cho Thí là. Vâng. Trước là anh đi lên trên đấy ấy, chơi thì cũng báo tin cho hai em này, các em đấy thì biết là hai em này cũng được cô bác hỗ trợ đặt nhà thì mua xuống đây để giúp làm việc mấy hôm. Thế bây giờ đi cắt cỏ có sao nhỉ? Em không biết là hai em đi cắt ở đâu. À, đi vào cắt cỏ rừng phải không? Vâng. Thế à? Thế hôm nay thì anh vào thì bây giờ ấy, cái vật liệu kiểu như là cũng vào rồi thì cũng đã chuẩn bị kiểu như mình tập kích vật liệu dần đấy. Thì nhà cửa bên trong này cái đồ gì cần để mình di chuyển kiểu như là mình di chuyển dần đấy, có đồ gì không? Mình chuyển sang nhờ chú Thí để dùng đấy trước. Vâng. Trừ khi mình để bắt đúa những cái đồ mà đơn nấu nướng thôi. Mai kia mình dọn thì nó sẽ nhanh hơn đấy. Vâng. Ở trên gác thì ngò vướng không có, có muốn cái dừa. À có một cái dừa trên đấy hả? Vâng. Có cán dừa này, có một hai cây là sẽ về làm bàn. Thế sẽ làm bàn gỗ trên này á? Vâng. Thế đâu? Thì A Hầu vào đây xem nào, bây giờ mình có gì thì giúp em Hờ nhá. À. Tiện anh em mình cũng vào. Nhưng mà ý là cái đồ đấy, mấy cái dừa mình sẽ để nhà nào nhỉ? Nhà chú bên này. Nhà chú ngay cạnh đây á? Vâng. Thế có biết là nhà chú đấy có cho không nhỉ? Mình đi vào xin được nào. Không biết là mình sẽ để đâu em? Ở đây quán hẻm nữa, mái hôn dưới nhà đấy thì cái dừa thì để dưới nhà chú Thí. À để nhà chú Thí đâu, chân ở bên dưới á? Vâng. Thế thì lấy đi thôi. Bây giờ A Hầu, vào đây đi lên nha, giúp em Hờ ấy, mình di chuyển đồ ấy. À. Đây nhá, bây giờ cái nhà của em Hờ ấy đang nhìn thấy rồi thôi, mình dỡ ra thì nó rất là lộn xộn, nó hẹp nhiều cái đồ đạc như. Bên trong thì trên gác này mình kịp chỗ tay tre. Cái dừa của hai em thì ở bên trước kia có một cái dừa ấy. Đi từ từ nhá, chiều lên đây A Hầu. Anh nhớ Hầu chưa nói tài hả? A Hầu cần được không? Cái dừa này dừa trước kia cô bác mua vào không? Đúng rồi anh ạ. Ừ, vì cái chỗ này ấy, trước kia cũng có một cái đang ngủ tạm rồi thì em Hờ đang để trên gác này. Còn bây giờ mình sẽ di chuyển đi xuống dưới. Tới này kiểu gì sẽ đặt làm hai cái dừa vào. Vâng. Có đồ gì ở trên đấy lấy hết dần nhá. Vâng. Không để nhiều, mai kia nó rộn ra mình ấy. Bất thật ra ấy. Lấy xuống đi. Có gì không? Lấy như trên đấy lấy hết xuống. Vì đồ đạc ở bên trong nhà này, ví dụ mà những cái đồ ở bên trong nhà lộn xộn, mai kia thì nhà chú Thín ngay cạnh này có một cái nhà ngay cạnh đối diện đấy, mình di chuyển những cái đồ nấu nướng thì cho hai bên cái gần đây thôi. Còn những cái đồ kiểu như là ngô trên gác không có, chỉ có mấy cái dừa, cái bộ à. Cái này chảy đi lấy về làm gì ấy? À, cái chục cây này mà cái này chắc là làm cái chân bằng để ăn cơm à? Đây, chắc là đi xẻ, tới này sẽ làm cái bàn bằng như thế này. Ngô trên gác không có gì đó. A Hầu chuyển đồ đi nhá. Vâng.
phần bên trên này không có cái gì. Những cái đồ này dưới xuống kiểu như mình làm nó cũng ấy đấy, lộn xộn đấy. Hết rồi hả em? Hết rồi. Ôi, mấy cái cây tre ở đấy chứ nó mọc rắc hết rồi đấy, cẩn thận nhá. Dấn chân vào thổng ấy. Kiểu như là mình dấn chân vào sợ nó không may nó sơ sài thì dưới xuống. Anh em mình lấy cái dừa đi trước thôi nhỉ? À hồ, vắt cái nào ấy? Nghĩa là vắt cái nào trước? Hả? Những cái đồ này vắt đi vào trong đấy, không để đây đâu. Không, vắt cái dừa đi trước, cái chỗ này tí nữa lấy sao ấy. Đây này. Một người vắt một tí. Người vắt hai thanh này, một người. À hồ, lấy đi ở bên dưới, không phải để đây nhá. Một phù hào à? Không nè. Muốn cuốn đã lúc kê. Đi. Cho A Hồ và em Hờ đi trước. Không biết là tí hôm nay đấy ở nhà không? Không biết rồi anh ạ. Thế mình cứ lấy đi vào đâu. Nhưng mà liệu mình cứ lấy thế này đi, sợ thím có cho ở đấy không? Có ạ. Đi, A Hồ. Nếu mà nặng thì để bớt ra. Hờ ạ. Đây, bây giờ thì sẽ đi để vào cái nhà trục tín rồi nhá. Trục tín đâu chân là nhà bên dưới này ạ. Có hai nhà đối diện trên đấy thì như là nhìn nhà ở đây nó hẹp ấy. Tối này mình dọn đồ các kiểu vào đấy. Sao đấy? Em đi sao đấy? Hả? Có tư. Ố, bị xe gai à? Thế nào? Bị đâu? Thế nào? Ôi dồi ôi. Một tí. Chạy máu không? Không. Cái chú này à? Ờ. Ôi dồi ôi. Xuyên qua cái đô dết vào đấy à? Xem nào. Đang ở trong đấy không? À, em phải bóc ra. Bóc không được đâu. Bóc không được á? Tí nữa có cái kim gì không? Có kim mới bóc được. Thế á? Thôi bây giờ mình cứ vắt lấy lúc này sau đi vào nhà chú xong thì lấy cái kim này đây này. Ôi dồi, em hờ dẫn cả cái chú cây gai này. Dồi, chú này không? Bán. Cái này nó sát quá, cắt đi, mình đi vào đây tí nữa đi lấy cái kim đấy. Đi ao. Cái phanh nhà của chú tí đây này. Chú tí này là cái cỏ vo. Cái cỏ vào giúp chú. Xe nhà chú đang lấy mà. Vâng. Cái chú đấy đi làm về chưa nhỉ? Vẫn ở nhà chứ không? À, cái chê nào? À, khi sau đó chú chê cho chê cho không đi quýt cho đó bây giờ. Ờ, nó tí rồi. Hả? Nghĩa dựa, mua có cái chỗ ấy, còn khẩu ra này, khó tùy ra vì sao có các chua mà có chê sau đấy, chẳng là tí hay nghe. Ờ. Thế hồi hãy tìm để chỗ nào cho nó ấy gọn tí. Thế nó có sau này cũng khẩu như thế. Quầy không? Hả? Xem để chỗ nào, đi tìm cái chỗ nào xem làm cái gọn đấy. Lấy ra được không? Đang tìm cái kim đấy. Thì đang tìm cái kim này không? Ui dồi ôi. Đây nhá. Em Hờ cũng rất là đẹp này cô bác ạ. Vừa dọn đồ vào đây. Làm có đây. Mua à? Ta ở khẩu chính phố, tự tôi cái chỗ tôi nè. Chỗ này em làm xong thì có thuốc gì mình phải bôn vào cơ. Vâng. Ngoài nó nhiễm trùng vào đấy. Đi là đi. Được chưa? Cái chỗ này em nếu mình cứ làm không vệ sinh nó sạch sẽ, không may nó nhiễm trùng vào thì nó giống như cái... Ôi ồ. Đây. Ồ, cái này cũng dày đấy nhỉ? Cái này. Dài lắm. Cái này bé lắm. Dạ. Bé quá. Nhờ. Nó không bằng kim này. Được chưa? Được. Thôi bây giờ mình lấy cái gì để xếp gọn gọn này, gọn vào chỗ này ấy. Cho làm cho nó gọn tí. À hổ. À. Lúc đấy em vừa lấy cái gì? Đi trang chưa khẩu chưa? Thật ta khẩu chờ mà mất thịt. Hả? Cho chân chưa? Đây là nhà thím này. Bây giờ tôi đi chỉ có những cái khó cắt tân thì dùng kiếm phụ rồi chứ? Dùng. À, ý là chỉ xin cái gì đó chứ? Chị chị đủ là đủ thế? Đủ thế à? Hả? Chị đúng thế à? Chị xin thế à? Tí là chua thì chị vào kia thao lên bên mềm hát cái vòng ngon thì nên... Chị vòng mà. Ờ, tôi tìm thế à? Tớ là chị có đây là em cảm xem lại... Có khó không chị? Tôi dùng
À, hầu giúp giúp em hờ đây này. À. Máu. Thế nào? Thầu thân được chị đấy ố tôi rồi. Đi đi mà nữa chị chờ chua mê đi. À, cũng đỡ rồi này. Cô bác ạ, lúc đầu thì kiểu như là cũng đã sưng ấy, làm cho cái bên chân của thí nó cũng chuẩn bị ra giống như là tự họa ấy, cũng rất là sợ, nhưng mà cũng rất là may mắn được cô bác hỗ trợ ấy, xong đưa đi mình đi chuyển ra viện ấy, nằm viện xong cũng khỏi dần rồi. Bây giờ thì thí cũng đi làm được bình thường này. Chú nó mà chú cút ra cháu cho cháu mà nên sao vừa muốn đỡ. Nghĩ là một bó à, nghĩ là một bó đấy à. Áo mình lấy xếp vào gọn gọn đấy này. Lúc nào làm nhà xong thì mình sẽ lấy lên trên nhà sau nhở. Những cái đồ gì mà của em ấy nhiều thì ví dụ quần áo, cái đồ gì mình lấy vào đấy nhở. Mấy cái thanh lúc đấy thì mình cũng vẫn phải lấy vào để đây chứ phải không? Thanh đấy để ở đằng đặt vào để đây hết. Mấy cái thanh kiểu như thanh rác dừa ấy. Tiếp tục lại đi dọn nó cái bên trên đấy nó. À chỉ cho nó cái phi chân nhà đi cho túp polo sáu rồi. Chứ chỉ để xài ở trên để cho là ra nè. Đi đi, ta chưa mua gì? Ồ, nhưng phải rõ rồi. Cát cỏ. À đây. Tìm cũng là ao nữa. Đi giúp em vừa đi vắt nó xuống vào đấy để đây. Vậy à, tao lên đây chỉ cho nó đi nó mới giờ túp mua rồi tao sáng chiều sẽ chỉ đâu. Đã phun nhẹ rồi. Vậy mình tao chú ý có lì rồi nó không nhỉ? Mà nó tiền nó muốn cho nó vào những cuộc họp tiền tàu công tàu đi và nó tiền phun nhẹ là những con mui tủ ở chỗ mà người có tàu ngắn nó và tiền chỉ tàu cái. Mà mua ít lì nào đi. Tiền chỉ tàu là tàu phun nhẹ chỉ bao là những con mui tủ ở chỗ mà những con phu cao tủ công rồi cho cá lúc lì nín nó thì tàu tiền phun thì mà chỉ có tàu phun tiền thì tàu phun. Tức là chú ấy, hai bố con chú ấy, chồng của thí mới hờ ấy thì cũng đi làm nhưng mà làm hơn 2 tháng rồi cũng chưa biết ở bên đấy công ty người ta cũng chưa giả lương ấy, người ta chỉ gửi cho mình mỗi người 2 triệu để ăn, tức là cái tiền đấy tiền sinh hoạt ăn ở đấy thôi, cũng chưa gửi về trên gia đình ạ vì đi cũng khá lâu ấy. Em cái cũng chỉ hò qua thế thôi, nhưng mà với tổng duy nhất của thí là nếu không nhớ hải là bù tí lì là tao mới chỉ hiểu ý là sửa nhớ trên thì sẽ tích chức pháp của chị ấy không. Nè à, té giờ sửa hay phá thì nè cho à, lấy té thì chả được gì đâu tao na. Té tao này rồi ạ. Đâu rồi? Ở đây cũng do thời tiết khô quá thì mình không biết làm gì. Tuy em cái hò ấy, thì nhà của em hờ và là chồng cũng đi vào đấy làm cũng tiền thì cũng chưa gửi về, vẫn được nhưng mà ông chủ đấy vẫn chưa cho. Thế đây là, bé on đi à, phố cửa ấy à? Như cho phố cửa là như thế không mới thả đi học sinh tài không? Giờ tiền nó xin mà chiến tài chiến mất chia, dù mất chia mà chỉ sống nó. Để đóng vào bao hết nha, bây giờ mấy mà cứ bé ít thì cứ nó, cái chân cứ nè. Cứ nó là. Chỉ chịu rồi. Ý là khi này chúng ta chỉ tao. Tao mà. Khi chỉ chơi nhau mùa thế à, bây giờ nên giờ chơi gì cho? Ê, chơi này mua cá chồm mấy à? Ồ, mà chị nhớ đây, nó chỉ tao đi rồi. Chụp mấy mét để nó để mất trong nó tàu mà biết chụp mấy mét khối chỉ cho nó tàu này. À, bây giờ mình còn lấy cái bao tải xong có túi ni lông bên dưới thôi. Để em cái xem này, cái này làm thế nào mình cần học hỏi này. Như là làm tránh làm thế này cho nó không móc à? Uống thì nửa chỉ chứa này à? Dạ. Cái hạt nó cũng rất là đẹp, kiểu như là mình cũng đảm bảo bảo quản cho nó khép kín này. Ua chú ua đi đông bằng chỉ mua cá cả không? Mà mà muốn rùa thảo yêu muốn chuyển rùa chỉ rùa. Rùa, lấy rùa bên tổ đi, cái mình cứ phải làm cho nó làm cho nó đẹp, xong mình đóng vào bao cơ. Đẹp khép kín. Một bao thế này nếu mà bà con đây, tức là mình ăn thì có thể thoải mái ăn nhưng mà do có vật nuôi ấy. Ví dụ mình có lợn, có bò thì lấy về nhiệt thì nó sẽ tốn rất nhiều hơn. Hôm nay em cái ra hồng vào đây giúp em hở dọn đồ. Vậy thì nên đầu xuân là sửa nhũ à? Tao đây chỉ số lò số số nhũ tao chỉ tao nè. Số đồ tao sẽ à biết trồng nhũ à? Biết trồng này không có lấy được nhũ tao không đi. Một thầu ấy tôi chỉ tao nông mà. Tao chỉ tao nông nè. Đây trước kia là cái giang thì biển kiểu thái cỏ bò mà bây giờ lại chuyển sang thì nhốt cái con bê đây rồi để ra một con bê. Vậy từ từ đi chế lay lay mày không nè? Tao lay cả. Chỉ lay thôi rồi. Ừ,
bé thâu rồi thâu chỗ đó nhiều hơn thì đi mua từ nhiều chạy thôi tí thì cho ta là chỗ đó thì cho bé đi nào đấy thì là chú trước kia em cái vào thì em hở giúp là lấy cỏ vào thì mình thấy cỏ bò bên kia bây giờ mình tách ra thì chú thấy cỏ bò vị trí đây ạ. Em hờ và hai nhân đang lý thím rồi. Vào trưa mình dọn đồ vào bên nhà thím. Nhà thím bây giờ này cũng là tu sửa kiểu như là thay cái tấm ván ấy, mình bầu xung quanh một lượt xong rồi mình. Nhà gối nếu mà có cái tấm ván đẹp thì mình có thể bầu hết xung quanh, nhìn thấy cái khung nhà nó cũng thấy gọn gà mà nó sạch sẽ hơn ạ. Nên chú ý lúc này cho lúc là rõ rễ rồi là thả cứ luôn này. Trên thả cứ rồi. Ý lúc này không ạ? Ý lúc là ít trò trò á. Ồ, ít trò trò về mà hôm nay khó chí nhỉ? Khó là có ta, chứ chỗ lô chỗ này. Hôm nay ta một chỗ lô rồi. Chúng ta lo cho mẹ. À, cái máy này máy té ngô ấy. Nếu như mình vừa thu hành ngô về sau mình dùng cái máy té thì nó sẽ nhanh hơn. Thế là máy ăn bằng điện. Cái máy motor đây này. Cái máy motor nó chạy bên trong này nó ăn điện. Thế nhưng mà hành thì họ ôn đạo đuôi thì chúng bạn hạt té chứ mà la. Nó tỏ ý mình chỉ là tôi chè xuất khẩu à. Thì cho đi cho nó đi nhá. Cho nó con đi à, ở bên nông kia ấy, thảo thì nó ô tao chê tà mà nó mà tao cư mùi đâu. Thì cho nó mà đi, chê đa thì chú mất cho nhẹ cho nhẹ thì ô tao mà tao có tao cư mùi. Nhờ bè cái mua đi mà bè tí rồi ổn chết thì chú nhìn tao ấy, chú nhìn thấy chú ổn chê là mà mình cứ tì đà thế. Em cái cũng là và thì bây mình cũng sim đây kiểu như để tạm đây, cái dừa này cái đồ thì nó vướng ấy, mình sẽ để nhờ nhà thím. Lúc nào hoàn thiện nhà cửa của em hờ xong sẽ chuyển đồ lên trên đấy nhé. Vì cái đồ bắt đúa này nồi niêu xôi chảo thì chú đấy là lúc nào mình dưới nhà thì sẽ di chuyển cho hai cái nhà ngay cạnh thì nó sẽ nhanh hơn. Hết chưa Hồ? Hết rồi. Hết rồi. À Hồ hết bắt nhiều nhỉ. Hờ hết trên đấy hết chưa? Hết rồi. Hết rồi. Thế lấy đi vào để lên trên đấy xong thì mưa em đấy còn đi cắt cỏ á. Xong cho khổng cho tàu đi mày em muốn cho nó cho tế chứ không hơn một tàu táo cái chỗ này mình để trên nhà lúc nào dưới nhà xong thì lộn xộn mình cứ tưởng là có khi lấy về đun hết mấy cái này thanh rác dừa ấy đã hầu à, đứng ở đây xong giúp em hờ lấy lên đấy để bát chê thôi bát chê là muốn cho khổng ở trên đấy cho tế chê với hương lấy khảo tàu là muốn tàu táo đi à ô bọn rồi chị khảo tao hiểu chị chúa ấy chúng ta có thể 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 chúng ta không được ngủ, muốn được bàn muốn được. Muốn làm là thiết kế cái giường ngủ giống như cái này không? Ừ. Muốn làm giường ngủ cũng được mà làm cái bàn ăn cơm cũng được. Cái này là cây gì đấy nhỉ? Hả? Em không biết. Không biết là không phải cây tháo ngứa chứ chỉ mua mủ rồi chưa? Chỉ. À cây xoa. À đây cái loại cây xoa. Thôi, à hồi lấy đi. Cái này cất xong đấy. Là con nào à? Con nào? Đó. Dọn cái đồ đây dần. Có những cái đồ gì mà vướng ấy thì mình cứ dọn vào dần nhá, rồi nhá. Cuối. Cẩn thận đấy. Em cứ để cẩn thận đâu, nguy hiểm lắm. Em để nó dịch ra để nó sắp vào. Cẩn thận nhở. Cái này mà văng vào ngừa thì quan rồi đấy. Em cứ để sang bên kia. Hết rồi không? Hết rồi. Thế thì vào, qua đi vào thím câu xong thì mình cứ để nhờ đây thôi một thời gian. Làm nhà của em hờ thì nếu mà vật liệu tập kết đầy đủ ấy thì cũng sẽ mất tầm khoảng tháng, ít nhất phải tính tầm tháng mình lấy đồ ra. Chó bên trong thì thật từ ô che tà mà đã thêm một khoảng. Muốn là khi chọn thật thì ô tàu che thế là che đó là ô tàu thì không chỉ là mà nó tua sầu cái mùi ấy. Thế bảo thí mấy hôm lúc nào vật liệu vào thí mà dành thì giúp cái hóp bột vào bao ấy. Ở bên trong chỉ một lò và thứ chín lò là chỉ có chế tân được không nhỉ? Ờ. Thế xanh ấy lúc vừa thế xanh mà hông? Ừ, ba đi giả chú đóng đi thôi, hâu à, hâu xuống hai. Ừ, bên nó tốt mà, rất tốt thật mà tốt hải mà tốt hải nhỉ? Ờ, lúc nào mà nếu mà vật liệu vào kiểu như tí mà dành thì bảo mình, các chị em thì nó chỉ hót vào bao thôi, xong mình nó trở về thôi. Vâng. Nhá.
Thôi bây giờ thì anh em mình đi nhỉ. Bây giờ để tí nữa chắc là em mà thầy còn đi cắt cỏ nữa. Thôi mình đi lấy nhà. Có cái gì đấy, cái đồ thì cần dọn thì mình sẽ dọn nhá. Nhà mà có ngô nhiều thì cũng sẽ nhờ tổng khoảng chục người mới dọn được hết cái chỗ ngô. Nhưng mà khu này thì hầu như nhà nào cũng ngô mình cũng té hết phải không? Cứ bắt đầu mình thu hoạch thì mình té hết rồi. Đây, cái vườn rau này bây giờ ăn hết rồi, nó già rồi nhỉ? Không được, ăn không được đâu. Không, cái chỗ trước kia vị trí làm rau ở đấy, bây giờ lại tiếp tục làm đất để tới này mưa vào mình trồng ngô, không làm cái vườn rau nữa. Em ơi, dạ. Hôm nay anh cũng vào xem là em có cái gì ấy, thì A Hầu anh em mình sẽ giúp em để dọn đồ, nhưng mà em bảo là chỉ có mới dọn một cái dừa này thôi, những cái đồ vừa vướng thôi phải không? Vâng. Còn lại thì mình nồn đi số chảo, lúc nào mà mình giới chuẩn bị giới nhà thì mình sẽ dọn để hai cái nhà ngay cạnh phải không? Vâng. Nhà chú gần nhà em này, cái nhà chú ngay cạnh bên kia nữa phải không? Thì những cái đồ kiểu như nó gọn thì mình, lúc nào mình chuẩn bị giới thì mình sẽ để đấy. Tâm vừa nhất là cái dừa này, nếu mà có ngô nhiều thì mình sẽ di chuyển đi để vào nhà thím. Còn cái em Hờ bên đấy nhá, hôm trước em vào nếu mà giúp em làm việc mấy hôm ấy, lúc nào mà làm việc xong thì em đến muốn về thì nhờ em đưa em Hờ đấy đi về nhá. Vâng. Vì hôm đấy thì anh cũng trở xuống vào đến đây rồi, nhưng mà lúc về thì anh không có thời gian, anh không đưa lên được thì em đưa đấy về. Vâng. Anh em thì nói chung là em đấy cũng biết là team ấy, em cũng được cô bác hỗ trợ làm nhà thì muốn vào đây giúp em làm gì đây. Vâng. Một hai hôm xong thì bảo em Hờ khác đưa em Hờ bên trên đấy đi về ạ. Em cái thì mình cũng không có thời gian, kiểu như là sẽ đưa em Hờ đấy về thôi nhá. Bây giờ anh em mình chắc bận thì xin phép về thôi. Vâng. Em có việc gì làm thì cứ em cứ đi làm. Vâng. Chắc là em cái cũng xin phép dừng video tại đây ạ. Xin chào quý khán giả ở cái video tiếp theo.